Hello anh em, mình hôm nay mình đi câu lục, nguyên đi câu lục thôi nha, không câu lăng xê anh em nhé. Nay mình sẽ đi thử cái hồ 200.000, mà cái hồ mà mọi khi mà mọi người mình thấy đông đông anh em hay câu đấy. Nay mình sẽ đi thử qua cái hồ đó, 200.000 1K, ok anh em. Ổ thính thì không có gì khác biệt, nó vẫn như mọi khi thôi anh em, nếu mà xem qua rồi thì có thể thôi. Cám gạo sống 1 cân. Cái túi nó 2 cân mà, thì tôi cân ở bỏ lên cân thì ở trong túi nó còn 1 cân thì thôi, có nghĩa là trong chậu nó 1 cân rồi. Ok, lại quên trứng rồi, để tôi đi mua trứng. May là cái tiệm tạp hóa nó gần nhà mình thôi. Tôi quên tôi không cho cơm vào lâu lắm rồi này, mẹ ngấu ơi là ngấu rồi, tôi chỉ sợ mẹ chết thôi. Ai mẹ cực kỳ ngấu, siêu siêu ngấu luôn. Làm mẻ thì rất chi là đơn giản thôi, anh em tự làm mẻ được có gì đâu, đúng không? Hướng dẫn ở trong kênh có rồi, hướng dẫn trong kênh có rồi, anh em cứ làm mẻ thôi. Hôm qua tôi nha, nó còn thấy bao bạn hỏi cách làm mẻ. Rồi, hai món này đảo lên, cám trứng và mẻ chua. À, mình xin lỗi, có một số anh em nhắn tin cho mình bảo là xin cái tỷ lệ chính xác ấy, thì mình có cân lên đâu đấy anh em thấy không, mình không hề cân lên, mình chỉ áng chừng, thế đâm ra là cái tỷ lệ chính xác mình cũng không thể biết được. 1 cân cám gạo đấy, bốn môi, bốn cái môi, môi gì nhỉ, bốn môi mẻ thế thôi, thính nền. Nó vẫn thùng thính nền này anh em. Thôi, lấy 3 bát thôi, còn tôi chỗ kia để tôi để dành hôm sau câu một ổ nữa, nhưng mà ổ nhỏ thôi. Đây này, còn rất ít này anh em này, để dành câu một ổ nhỏ nó, chỗ này chỉ còn khoảng hơn 1 bát nữa thôi. Khi mà hết thì lại phải ủ thôi. Còn một buổi câu được nữa, nhưng mà ổ sau thì nó sẽ nhỏ hơn ổ này. Ok,
Nói thật với anh em là tôi thấy cái bài này rất chi là hiệu quả, bởi vì anh em lên cá rất chi là nhiều. Anh em lên cá quá nhiều luôn ở cái bài mồi này. Tôi chết rồi, hình như là tôi hết thính chảo sao ấy. May anh em ạ, may anh em vẫn còn, xem nào. Ok, vẫn còn vừa đủ 4 lạng rưỡi. Cắm trứng thôi. Thính chảo. Trứng gà 3 chai. Ok, thế thôi, đảo đều lên. Ui, tôi đập, nó bắn tuét tuét vào điện thoại. Xong, thế thôi, đơn giản thôi. Hôm nay tôi đi chủ yếu là đánh mè. Ok. Nó hơi khô, cho thêm ít nước, tôi sợ xuống hồ nó khó lắm. Rồi anh em, thế là ra hồ là chiến thôi. Hôm nay mỗi câu lục thôi, nên là không không câu lăng xê anh em nhé. Chủ nhật tôi đang rất chi là cố gắng để một tuần đi câu được một buổi đây. Đấy, cái thính đằng này vẫn hơi rời, không sao, đi xuống nắm vào một chút là được. Khoảng 5 đến 6 cân thính anh em. Vậy là xong rồi. Ra đến Mình hồ vừa thì ném mình thính xong anh sẽ em quay nhá. phim tiếp Đây căng anh thì là nó thẳng ở đây ra, nhưng mà ném thế nào nó bị xoắn người cái thế nào nó ngay đây anh em này. Hôm nay câu gần so với mọi khi, ít nhất phải 3 mét. Nó ngay đây này, chỉ khoảng tầm từ trong bờ ra chắc chỉ khoảng 7 mét thôi. Quá gần so với quy định. Mà cục thính đo của tôi không thể lém cố được. Thôi được rồi, ném lên đâu câu lên đấy, ok anh em. Hy vọng thì sẽ có cá vào. Hôm nay thì đi một mình, có cá thì chắc là cũng không quay phim được. Nếu mà lên thì tôi thích nhất là cái lúc dòng, mà chắc là ví dụ nhỡ mà có được thì thôi chắc là dòng lên rồi quay. Quay cái lúc lên thôi chứ còn chịu. Tại vì chân máy quay không đem. Ông sư huynh bảo đi câu cùng cho nó loanh quanh lừa đảo về mất rồi. Đó. quay quay Ờ, quay đi hết quay đi. còn Đây. còn nếu mà ngồi tuần sang chúng tôi nhé.
của em Tuấn Anh. Nước sâu chục mét. Hồ câu 16 cân mà ngồi từ sáng đến giờ chưa ông nào được con cá gì nhá, chưa ông nào được, chưa ai được con gì nhá. Đây, hồ câu 204 tiếng anh em nhá. Tôi định ngồi ở cái chỗ ô đây này. Nhưng mà chỗ này quá đông rồi, chỗ đấy 4 cân ngồi rồi, thế là tôi không ngồi nữa. Tôi lại quay sang câu hồ 100.000 thôi. Còn anh kẻ mà lại chả dính. Đây, đây một cân thủ chú này câu từ sáng này anh em này. Đây thực nhất là chú ơi, đã ăn được con cá gì chưa? Chưa được con gì đâu. Đấy, ngồi từ sáng đến giờ chưa được con gì nữa. Nha anh em nhá. Đấy cho công bằng hỏi chú Phan biết ngay. Từ sáng đến giờ 16 cần chưa cần nào được một con gì luôn. Rồi bây giờ thì tôi chơi như này không, bên này đông cần quá rồi, tôi ngồi sang hồ 100 để tôi đấu với cả bên hồ 200. để xem 100 có hơn 200 không, xem mồi ông nào như thế nào. Nếu mà hôm nay mà chỗ kia mà không có người ngồi kìa thì chắc chắn là tôi sẽ câu ở đây, nhưng mà thôi có người ngồi rồi thì nên là thôi tôi quay sang hồ 100 tôi đánh. Giờ tôi sang hồ 100 tôi chỉ cần bắt được một con trôi bằng cổ tay thôi là tôi nhất rồi. À, nhất rồi, coi như nó đoạt em không rồi. Câu hồ 200 nữa rồi bởi vì okay. Quá đông nhá, mình chuyển sang hồ 100 vì hôm nay không mang chân máy quay, thì thực ra có ông anh nữa nhưng mà ông ấy lại kêu ông về có khách, thế là tôi câu một mình. Tôi lại hôm nay tôi tưởng có hai người, tôi không mang chân máy quay. Ok, bây giờ tôi sẽ ném lăng xê trước, sau đó tôi quay phim anh em xem. Hello anh em, đây mồi nắm xong rồi này, cục này thì ném ra giữa này, và cục này thì ném xung quanh cái cục to đấy, thì mình ném đến đâu câu đến đấy. Đấy, dự định là câu cái hồ 200 này, cuối cùng lại quay lại hồ này. Hồ bên cạnh quá chi là đông và cũng không ai được con cá đâu cả. Cái chỗ mình thích ở bên đấy thì bị người ta câu mất rồi, thế là mình câu bên này. Chân máy quay thì không mang nên là mình không quay được video thả thính. Trong kênh thì nó cũng có rất nhiều video thả thính rồi, thả bằng tay và thả bằng thuyền. Ok, khi mình ném thính xong thì mình sẽ quay phim mà anh em xem. Ok.